ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn và cũng là địa điểm thường ùn tắc kẹt xe mỗi khi có triều cường. Từ 17 giờ, nước đã bắt đầu lên cao. Lực lượng cảnh sát giao thông liên tục điều tiết và hỗ trợ người dân vượt qua khu vực ngập nước. Nhờ vậy, giao thông khu vực này khá thông thoáng. Mấy năm trước là cái đường này có ngập nhưng mà ngập về phía lề thôi. Năm nay nó tràn ở giữa đường luôn. Thì triều cường năm nay thì cái lượng nước nó có cao hơn và kéo thời gian kéo dài hơn. Thì chẳng hạn như năm nay lực lượng cảnh sát giao thông ra ngoài đường điều tiết giao thông khoảng 22 giờ mới có thể mới đảm bảo được tình hình giao thông, hành chiều cường nó mới nước mới rút xuống rồi thành lực lượng mới được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cách đó chừng 200m, đường Nguyễn Văn Cừ bị ngập khá sâu, xe máy và ô tô phải đổi làn đường cho nhau. Hàng trăm người gồm công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và cả sinh viên từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn đã có mặt hỗ trợ người đi đường. Tuy vậy, nhiều xe vẫn không tránh khỏi được cảnh chết máy. Chiếc xe của anh Tuấn phải sửa gần 30 phút mới xong và tất cả đều miễn phí. Nãy giờ cho em dẫn về nhà, em chưa tới nhà nữa đâu. Không biết sửa ở đâu luôn, như thầy không biết ai sửa. Có mấy chú sửa xe này, không có mấy chú sửa xe rồi đâu có mà chạy xe được. Cô đứng đợi nửa tiếng rồi đó, bây giờ tới lượt xe cô đó. Nên khuyến cáo bà con là dụ mình đi cái mấy cái đường này mình hạn chế đi, đường nó sâu quá. Đi mấy cái đường nó càng cạn đường cho nó ngập vô hoặc ập que thì có thể chạy được. Sâu quá thì hiện tượng nó sẽ bị giải bị tắt máy, chết máy. Dạ. Trong đợt triều cường này, các điểm cứu hộ xe miễn phí cũng được bố trí tại hàng chục vị trí khác nhau, cả trong khu vực trung tâm lẫn vùng ven thành phố. Với nhiều người dân Cần Thơ thì đây là việc làm đáng quý giữa lúc khó khăn do triều cường dâng cao. Theo dự báo của ngành chức năng thành phố, phải sau hôm nay triều cường mới rút dần, nhưng vẫn còn gây ngập tại nhiều khu vực.